200 lít này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món bánh còng chiên với lại chả ỉ. Trước tiên là mình cho bột nếp vào. Tiếp đó là cho sữa đậu nành. Sữa đậu nành nguyên chất. Một ít sữa tươi cũng được. Rồi cho bột nó nở ra, bắt đầu nhồi. Cho một chút xíu muối bột vô. Cho khoảng nửa muỗng cà phê muối bột. Cho bột nó có cái vị mặn. Sữa tươi. Mình chế cho bột nó vừa tay thôi. Mình chế từ từ rồi nhồi bột cho nó vừa tay, cảm giác nó mới khô thì mình thêm sữa tươi từ từ vào. Mình cứ chế một lượt bột nó sẽ bị nhạt ra. Khi mình nhồi bột xong đó, thì mình sẽ để khoảng 30 phút cho bột nó nở. Trên đây mình có sữa đậu nành nè, sữa tươi, một ít muối. Sau khi mình nhồi như vậy á, mình muốn chiên bánh còng mình sẽ chia ra một phần. Một phần như thế này mình sẽ để chiên bánh còng. Một phần còn lại là mình sẽ dò chè sôi nước. Một ít này mình sẽ chia ra để mình nhồi siro. Mình sẽ có siro màu xanh. Mình dò chè sôi nước nhìn nó sẽ rất là ngon. Nhồi cho đều màu ra. Một hồi sau, lát sau mình dò chè nó sẽ đều, nó sẽ đẹp, cái viên chè nó sẽ rất là ngon. Rồi xong, mình để cho bột nó nở.
Bao nhiêu bột xong? Để cho bột nó nở ra, khoảng 30 phút. Xin chào, bắt đầu chuẩn bị. Mình sẽ nấu, hướng dẫn các bạn nấu món chè ỉ. Ở trong đây mình có thành phần nguyên liệu là bột nếp. Một phần là mình trộn với siro, siro đào, siro hương dứa và một phần phổi trộn. Ở trong thành phần bột này thì bây giờ gồm có là sữa đậu nành, sữa tươi. Thì có nước cốt dừa thì cũng được, tốt. Rồi thì chúng ta bắt nước cho sôi lên. Và giò chè. Bắt đầu chúng ta giò chè. Giò viên nhỏ thôi. Thấy rất là dễ thương không? Giò chè rất là dễ thương. Mình chỉ gắt một ít rồi mình dò cái viên chè cho nó vừa gọn, đừng có nhỏ quá mà đừng có to quá. Cỡ to hơn trứng thằn lằn một chút. Khi viên chè để vô trong nước nó đang sôi thì viên chè nó sẽ chín, nó son lại, nó không dính vào viên này với viên kia. Các bạn phải để nước cho sôi nha. Họ bỏ vô. Rồi trong thời gian mình nấu thì nước mình cũng không cần đổ quá nhiều gì đâu. Ít thôi để cho nó ra sôi nhanh. Khi mình nước nó vừa sôi mình vừa bỏ vô thì khoảng chừng 10 phút sau thì viên chè nó thơm, nó chín là bắt đầu nó nổi lên. Khi nó nổi lên thì chúng ta sẽ vớt. Nổi lên rồi nó đã chín đó. Viên nào nó nổi lên trên mặt nước rồi nó đã chín đó. Còn viên nào nó còn chìm ở dưới là nó chưa chín. Rồi tiếp tục là mình sẽ tới hương đào, cũng dò y như vậy. Siro hương đào nha các bạn. Giò cho nhanh, bởi vì bột mình nó cũng hơi mềm. Mình giò xong mình bỏ xuống liền. Nếu không viên chèo nó bị méo đi. Giò cho nhanh, nhanh tay một chút. Rồi cũng là thành phần bột nếp này, nhưng mà mình sẽ chế thêm một món bánh mới nữa, nó gọi là bánh còng nha các bạn. Bánh còng rồi cũng là một món bánh dân dã của miền quê Nam Bộ. Hồi nhỏ mình thích ăn món bánh này lắm, mẹ mình làm. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh còng này. Mặc dù mình không có học hỏi gì hết, nhưng mà mình nhìn thấy mẹ mình làm cho nên mình bắt chước vậy thôi. Nhưng mà có lẽ mình sáng tạo hơn mẹ hồi xưa. Ở trong thành phần mình để thêm sữa đậu nành, sữa tươi. Cho nên cái bánh của cái bánh còng nó phịch lên, nó nhìn nó giòn, nó rất là hấp dẫn. Vì mẹ ngày xưa mẹ chỉ làm bột nếp không à. Mẹ không có để sữa đậu nành giống như mình bây giờ. Cho nên cái sáng tạo mới của mình là có sữa đậu nành. Làm cho cái bánh nó giòn và nó phiều lên, nó nhìn nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đây là cách là mình làm cái bánh còng. Rất là dễ, đơn giản thôi. Chỉ khoanh tròn vậy. Rồi chiên. Đó là bánh dân dã của miền Tây Nam Bộ mình đó. Rồi. Sau khi chè mình dò xong, nãy giờ trong nước sôi thì bắt đầu chè nó phịch lên hết rồi, nó đã chín. Bắt đầu mình sẽ vớt ra. Nhìn thấy mấy viên chè ỉ này rất là dễ thương đúng không các bạn?
mình sẽ vớt ra bỏ vô nước đường. Và đây là nước dảo của nước cốt dừa, mình pha trộn lẫn với đường, đường cát. Sau một hồi khi mình dò xong hết bột đó, thì mình sẽ bắt cái chảo dừa chè ỉ này, vừa nước có nước dảo dừa vừa đường, mình sẽ bắt lên mình luộc nó lại cho nó thấm đường vào viên chè. Thì như vậy thì cái món chè nó sẽ rất là ngon, hấp dẫn. Rồi bánh còng phịch lên mình sẽ chở bề. Đó, nó đang phình lên rất là ngon. Và nếu ai muốn ăn không thì mình sẽ cắn ăn không cũng được. Nhưng mà thường bánh còng thì phải thắng nước đường với mè. Thế sau khi mình chiên xong hết rồi cái mình thắng nước đường cái mình nhúng vào. Đó là đúng kiểu của món bánh còng. Mình nhúng một mặt thôi, chứ không cần nhúng hết cái bánh đâu. Bánh cam, bánh còng á, nhưng mà bánh cam thì phải có nhân đậu xanh nữa, cho nên hôm nay mình chỉ làm món bánh còng thôi. Chỉ cần bột với lại nước đường, cho nên nó rất là đơn giản. Làm cái món bánh này mình nhớ thời tuổi trẻ thơ ấu của mình lắm. Ngày xưa cũng không có nhiều bánh, không có nhiều cái đồ ăn gì mà phong phú như thời nay đâu. Cho nên đây là những món bánh, món ăn dân dã của miền quê. Nhưng mà nó là truyền thống của người Việt Nam. À, mình muốn làm để giữ, thứ nhất là cái truyền thống, thứ hai là nó cũng ngon lắm. So với những cái món bánh mà bán ở thành thị bây giờ thì mình cũng chẳng thích gì cho mấy những cái loại bánh họ bán sẵn đâu. Thỉnh thoảng mình có thời gian mình làm xiên, mình làm bánh, mình làm những món dân dã của miền quê mình để mình ăn gì nè. Mình sẽ chở bánh còng thêm, mình đảo tới đảo luôn một hồi cho nó đúng vàng kiểu, vàng cho đúng kiểu, vàng đều đó. Ở trong sữa đậu nành thành phần này nó làm cho cái bánh nó phình lên và nó giòn lắm đó các bạn. Muốn ăn thử không? Xin mời. Giờ ý nó đang sôi lên, nó sôi lên nó phịch lên hết rồi, nó đang chín, nó đã chín. Rồi cái món luộc mình đã luộc xong, mình đã luộc xong mấy món chè. Thợ hai cái chảo mà bắt em quay lên coi kì. Giờ đây là cái khâu sau cùng là mình sẽ luộc ở trong nước đường và nước dảo dừa. Thường thì người ta chỉ luộc có nước đường thôi, nhưng mà ở đây mình có nước dảo dừa mình luộc càng ngon. Thì khi có nước dảo dừa vô làm cho cái món chè ỉ của mình nó có bị ngán hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn cho những người thích ăn béo. Còn những người không thích béo quá, không thích nước cốt dừa thì có thể là mình chỉ luộc cái nước đường không thôi nha các bạn. Còn ở đây mình có nước dảo dừa cho nên mình sẽ luộc cái nước dảo dừa. Bởi vì trong thành phần của chè ỉ thì nó cũng không có gì đặc biệt hết, nó chỉ là bột với nước đường thôi. Cho nên mình sáng tạo thêm, mình sẽ chế thêm nước dảo dừa hay hoặc là mình sẽ để thêm nước cốt dừa.
Một lát nữa mình sẽ rang mè. Mè để vô trong chảy, nó làm tăng thêm cái độ hấp dẫn của chảy. Và một ít đó thì mình sẽ để vô trong nước đường mà mình ngào đường để mà mình tiếp tục làm món bánh còng. Mình thắng nước đường để mình nhúng vô bánh còng. Rồi, bánh còng đã xong, mình vắt ra hết. Tiếp tục mình rang mè. Mè tươi. Mua về mình bắt chảo rồi mình rang cho nó thơm. Vàng. Khi mè nó vàng rồi thì tiếp tục là mình khâu, mình thắng nước đường. Mình sẽ thắng nước đường để mình nhúng vào bánh còng. Mình thắng bằng đường vàng. Đường cát mà vàng rất là ngon. Đây là thành phần của đường cát vàng, mình thắng khoảng 100 gram thôi, đừng thắng nhiều. Thắng nhiều nó sẽ bị dư. 100 gram đường cát vàng. Mình lấy mè ra. Mè đó vàng rồi mình lấy mè ra. Tiếp tục là mình để chảo lên, tiếp tục bắt chảo lên để mình thắng đường. Mình sử dụng đường cát vàng nha các bạn. Đường cát vàng rất là ngon. Đường nguyên chất không có tẩy gì hết. Nó sẽ làm cho cái món bánh của mình hấp dẫn lắm. Mình thấy một núi rồi nha. Mình thắng đường nó sôi lên nha, mình dở đũa khi nào nó kéo chỉ lên là được. Mình nhúng bánh nó sẽ thấm vô cái bánh nó ngon. Nếu đặc quá thì mình nhúng không dính, còn lỏng quá thì nhúng nó bị chảy. Cho nên khâu thắng đường cũng quan trọng lắm. Mình thắng trên lửa nhỏ cũng được, cho nó thôi từ từ, nó dễ kéo chỉ hơn. Rồi sau khi nước đường mình thắng thì nó kẹo lại, mình dở lên một chút xíu, nó hơi nguội cái nó kéo chỉ, nó thả xuống người chậm là được, được xong mình tắt bếp. Mình đảo cho nó nhanh nguội. Và tiếp theo là mình sẽ cho vô đây một ít mè. Nhiều cũng ngon. Và đường với mè này xong rồi, bắt đầu mình sẽ nhúng bánh còng nha các bạn. Mình chỉ cầm cái bánh mình nhúng đây thôi. Xong. Nhúng ít đường thôi, nhúng nhiều quá cũng ngán. Nhìn cái bánh hình dáng nó phịch lên mình nhìn mất cười ha. Ngon lắm. Mình sẽ nhúng nhanh bỏ ra.
Vậy là mình đã hoàn thành món bánh còng dân dã của miền quê Nam Bộ. Hồi ngày xưa còn nhỏ mình rất là thích ăn cái bánh này, do mẹ mình làm. Giờ mẹ cũng già lớn tuổi rồi, bây giờ mình tự chế biến nhưng mình làm không giống mẹ 100% đâu. Mình sáng tạo nhiều hơn. Mình chiên cái bánh bằng bột đậu nành, thấy nó phịt cái bánh lên rất là giòn, rất là ngon đó các bạn. Đó, các bạn có thấy là mình nhúng vô trong nước đường đó, nhìn thấy cái bánh nó rất là hấp dẫn không? Nó có mè nữa nè. Bởi vì khi mà đường nó tới kéo chỉ vậy đó, mình nhúng vô nó không có bị chảy đường. Một lát đường nó ráo, nó dính trên cái bánh nó rất là ngon. Nó nguội đường rồi nó dính bánh ngon lắm. Đường vừa kéo chỉ. Nhúng vô dùng chảo mè nó bị khô. Rồi, đây là cái bánh cuối cùng. Mình đã hoàn thành xong cái món bánh còng. Nhìn thấy ngon không? Hấp dẫn không các bạn? Tuy là món bánh miền quê dân dã nhưng mà ăn rất là ngon. So với những loại bánh bán ở thành thị thì mình không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà với mình thì rất là thích nó. Nó đơn giản, nó dễ làm mà lại rất là ngon. Rồi, món chè sôi nước của mình, chè ý của mình cũng đã hoàn thành xong. Như vậy thì khi mình ăn mình chỉ múc ra chén thì mình rắc mè lên là rồi. Mình cho một cái mè lên. Rồi, rất là đơn giản phải không? Mình đã hoàn thành thêm một món chè sò ỉ nữa. Cũng là món ăn của miền quê của mình nữa. Xong.